Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi buổi sáng lúc đáng lý là lúc 9 giờ sáng giờ Cali thì chúng ta lại có một cái chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên thì trên Facebook Phong đã bị vấn đề, do đó Phong đành phải phát lại trên YouTube. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta lại quay lại nội tình Hoa Kỳ. Quý vị, lại thêm một lần nữa, đảng Cộng Hòa thất bại. Tom Emmer đã rút lui ra khỏi cái cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch Hạ viện. Và ngay sau phiên họp chiều ngày hôm qua, thì đảng Cộng Hòa lại chọn được nhân vật thứ tư ra tranh cử chức chủ tịch Hạ viện. Và người này là một người rất bảo thủ. Ông tên là Mike Johnson. Và quý vị, lần này chưa biết là có đưa ra sàn bỏ phiếu vào ngày hôm nay hay không. Tuy nhiên thì ngày hôm qua, ông Mike Johnson đã được bỏ phiếu trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Ông được 128 phiếu, coi như là cao nhất, là đã được sự ủng hộ. Trong khi đó, nhân vật không đưa tên mình vào trong cái cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch Hạ viện một lần nữa là Kevin McCarthy. Thì Kevin McCarthy không có tên ở trong cái danh sách gọi là ra tranh cử lại chức chủ tịch Hạ viện, nhưng lại được 43 phiếu. Điều này cho thấy là có một cái sự hỗn loạn của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên thì Mike Johnson nói một câu rất hay. Có thể đôi lúc quý vị nhìn thấy nền dân chủ có những cái sự hỗn loạn, nhưng đó là những gì mà cái hệ thống của chúng ta đang có. Và chúng ta phải làm đúng, đó là lời phát biểu của ông. Quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem kết cuộc là như thế nào. Và liệu trong tuần này chúng ta có một chủ tịch Hạ viện hay không, thì nó vẫn trông chờ vào cái việc gọi là bỏ phiếu. Và trong đó gần như là đang có một cái sự gọi là gay gắt giữa hai phái, phái cứng rắn và phái được xem là ôn hòa. Quý vị, đảng Cộng Hòa đề cử dân biểu Mike Johnson cho chức chủ tịch của Hạ viện. Các thành viên của đảng Cộng Hòa đã chọn ông dân biểu Mike Johnson của đảng Cộng Hòa tại Louisiana là một nhân vật mới nhất được đề cử vào chức chủ tịch Hạ viện, bất kể là cái sự đoàn kết của đa số đang để mà chấm dứt sự hỗn loạn chỉ vài giờ sau khi mà họ đã cái nhân vật bị ông Trump chống đối ông Trump đã rút lui. Ông Johnson đến từ Louisiana, là một thành viên cấp thấp ở trong cái khối lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, đã trở thành nhân vật thứ tư của đảng Cộng Hòa được đề cử sau khi mà có một cái cuộc gọi là bỏ phiếu liên tục kể từ khi mà ông McCarthy ra khỏi chức vụ này. Và Hạ viện trong chiều ngày thứ tư sẽ bắt đầu đưa ra sàn Hạ viện cho bỏ phiếu, và ông Johnson đã thắng được cái đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín của đảng Cộng Hòa và sẽ cần hầu hết tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho ông để có thể thắng được cái búa của Hạ viện. Một số những nhà lập pháp đã hô lên trong cái cuộc họp báo vào tối ngày hôm qua xung quanh ông Johnson, và trong đó họ đã bắt đầu có những cái bày tỏ sự ủng hộ cho ông. Và 3 tuần, đảng Cộng Hòa đã có cuộc tranh đấu gay gắt và chưa có chức chủ tịch Hạ viện. Trong đó thì điều đáng tiếc là để có thể đoàn kết thì một số thành viên cứng rắn đã không chấp nhận cái một chủ tịch Hạ viện theo cái truyền thống cũ. Ngược lại thì nhóm moderate, tức là cái nhóm ôn hòa, thì lại không muốn có một cái người chủ tịch Hạ viện quá cứng rắn. Và trong khi ông Johnson thì lại trong không được chắc rất nhiều trong cái việc mà trong cái cuộc bỏ phiếu này, và có 20 người không bỏ phiếu và trên đủ để có thể đánh chìm cái việc đề cử ông, tức là vẫn có 20 người không bỏ phiếu. Trước đó thì các nhà lập pháp của đảng Hòa đang tìm cách thúc đẩy, và điều này cho thấy rằng là cần phải có một cái việc làm, và chúng ta cần phải làm đúng, và có thể rằng là sẽ có thêm cuộc bỏ phiếu thứ tư, thứ năm, hoặc thứ sáu, hoặc thứ 10, nhưng mà chúng ta phải làm đúng. Trong khi đó thì
Ông ta Tom Emmer đã rời khỏi cái cuộc bỏ phiếu này sau khi mà ông Trump đã phản đối, và ông ta cho rằng là ông ta tự mà quyết định rút lui khỏi cái cuộc chạy đua này và không bị ảnh hưởng bởi ai. Trong khi đó thì ông Trump đã không có một cái hành động nào xen vào, và ông không đề cử bất kỳ một ai sau khi mà ông Emmer đã thắng được. Và ông nói rằng ông Emmer không phải là một MAGA. Đó là lời phát biểu của ông Trump. Và Hạ viện hiện nay thì đang quay trở lại cuộc họp kín, và họ đã bắt đầu tốn thêm rất nhiều thời gian, bất kể là khó có sự lãnh đạo được. Và trong cái này thì họ đã chuyển qua ông Johnson, 51 tuổi, được xem là nhân vật có cái phiếu cao thứ nhì trong cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Ba. Và ông là một luật sư đặc trách về hiến pháp, và ông Johnson là người đã đứng sau hỗ trợ cho ông Trump trong cái vấn đề nỗ lực pháp lý để mà lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Và ông Johnson đã gần như là một lãnh đạo cao cấp của các lãnh đạo của tiểu bang Louisiana, và được xem là ông là một người đã được hỗ trợ bởi ông Steve Scalise, là người đã từ chối ngay từ lúc đầu tiên, tại vì ông cùng một tiểu bang với ông Steve Scalise. Tuy nhiên thì các thành phần cứng rắn vẫn đoán chắc rằng là việc này khó xảy ra, và trong đó dân biểu Biden Donald, một đồng minh của ông Trump, vẫn tiếp tục nói rằng là khó có thể thắng được. Tuy nhiên cuối cùng thì ông Johnson được 128 phiếu vào tối ngày hôm qua, và McCarthy không có tên trên phiếu nhưng mà cũng gây bất ngờ với 43 phiếu đã được bỏ phiếu cho McCarthy. Nền dân chủ đôi lúc nó sẽ bị hỗn loạn, nhưng mà đó là hệ thống của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông Johnson đã đưa ra với ông Steve Scalise, là chủ tịch khối đa số của Hạ viện, đã đứng sau lưng của ông. Chúng ta sẽ tái lập lại niềm tin của quý vị, là những gì chúng tôi làm ở đây. Và theo bản tường trình mới nhất thì tôi nghĩ rằng đôi lúc có những cái điều tốt là có những cái ý tưởng mới và người mới. Đó là lời phát biểu của Victoria Spark của Đảng Cộng Hòa tại Indiana. Trong khi đó thì Đảng Cộng Hòa hiện nay đang kiểm soát 221 trên 212 trên Đảng Dân Chủ, và bất kỳ một người nào đều không thể quá một vài phiếu thôi, tức là khoảng 4 phiếu là họ sẽ mất đi cái gavel, tức là cái búa. Và hầu hết các cái thành đồng minh của ông Trump, bao gồm luôn cả những thành phần cứng rắn như là Steve Bannon, đều đã lên tiếng chỉ trích ông Emmer, và gần như là ông này đã ủng hộ cho một số những chính sách cực tả. Và chúng ta đang nằm ở trong một cái vòng tròn cul de sac. Đó là lời phát biểu của Scott Perry, chủ tịch của cái nhóm gọi là cứng rắn ở trong Đảng Cộng Hòa, là House Freedom Caucus. Và trong đó thì dân biểu Ralph Norman của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina, một trong những thành phần cứng rắn, nói rằng đây là những gì mà nền dân chủ chúng ta đang có, tức là nói những gì mà quý vị nhìn thấy, cái sự hỗn loạn này nó là cái căn bản của cái dân chủ này. Và điều này đang diễn ra giữa lúc mà phía ông Joe Biden đang yêu cầu 105 tỷ để giúp cho Do Thái và Ukraine trong cái cuộc chiến này, cũng như là cái cuộc biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Cùng một lượt thì bà Marjorie Taylor Greene nói rằng bà muốn chắc chắn bất kỳ một ứng cử viên nào đều phải theo đuổi cái cuộc gọi là tiến trình đàn hạch với Joe Biden và các viên chức khác trong nội các của Joe Biden. Và trong cái cuộc hỗn loạn này thì có một số người đã đề nghị ông, kể cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa nha quý vị, họ đề nghị là tăng quyền cho ông Patrick McHenry của Đảng Cộng Hòa, là quyền chủ tịch của Hạ viện bây giờ của Đảng Cộng Hòa tại North Carolina. Họ đề nghị là tăng thêm quyền cho ông để có thể đưa Quốc hội quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, chính bản thân ông McHenry, người đầu tiên đã ngồi vào cái ghế này sau cái vụ khủng bố 911 năm 2001, thì ông đã từ chối và không muốn có tăng thêm quyền. Quý vị, có nghĩa là ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khúc chót mà tôi vừa đọc, tức là chính ông McHenry đã từ chối không muốn tăng quyền cho ổng để ổng có thể đầy đủ quyền hành. Tức là bản thân ổng là một người bảo vệ hiến pháp, và nếu tăng quyền cho ổng thì nó đi ngược lại với cái quy định của hiến pháp, cho nên ổng không muốn. Ổng không muốn bản thân ổng được tăng quyền, mà ổng muốn phải có cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để chọn ra một chủ tịch Hạ viện chính thức, cho nên ông từ chối việc tăng quyền, mặc dù một số thành viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đồng ý là trong cái giai đoạn này, để cho Quốc hội có thể quay trở lại làm việc, là ông tạm thời có đủ quyền hành, ít nhất trong một cái giai đoạn nào đó ngắn thôi. Nhưng mà chính ông từ chối, tại vì ông là người được xem là rất trung thành với hiến pháp, rất trung thành với hiến pháp quý vị. Tuy nhiên thì ngoại trừ chuyện này ra thì chúng ta lại có thêm một cái ý kiến, một cái chi tiết, thì ra không có chức và phó chủ tịch Hạ viện thì vốn không có, ngày xưa giờ không có,
Nó chỉ có sau vụ 911, là sau cái vụ khủng bố 911, vì để an toàn cho tất cả mọi thứ và giữ cho Quốc hội tiếp tục làm việc, thì họ mới đặt ra cái chức gọi là Speaker Pro Tem, tức là Phó Chủ tịch Hạ viện. Thì cái chức này nó có sau ngày 911 năm 2001. Cái chức vụ này, giống như tôi nói, được đặt ra nhưng không có quyền hạn. Không có quyền hạn nhiều, ngoại trừ điều hành những gì đang xảy ra, hoặc là chọn cái ngày cho việc mà chọn Chủ tịch Hạ viện thôi. Thì quý vị, do đó ông McHenry, ông tuân thủ với những cái quy tắc được đặt ra ngay từ đầu khi mà cái chức này được đặt ra. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái mà chi tiết mà chúng ta biết được về cái cách làm việc của Hạ viện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bây giờ là nhân vật thứ tư. Và giống như phía của một số thành viên của Đảng Cộng Hòa nói, có thể sẽ có nhân vật thứ 5, thứ 6 hoặc thứ 10. Có nghĩa là ông Mike Johnson tương đối là được số phiếu cao nhất trong tất cả những người khác. Ông được số phiếu cao nhất sau ông Jim Jordan. Quý vị, ông Jim Jordan lúc mà ông ra, ông bắt đầu chính thức ra đó, thì ông được 124 phiếu. 124 phiếu. Và sau đó thì đến cuộc bỏ phiếu lần thứ 2, ông mới được 155 phiếu, là cao nhất rồi. Còn bây giờ ông Mike Johnson mới nước đầu là 128 phiếu. Có nghĩa là Mike Johnson có khả năng làm việc được với phía ông Hòa. Ông là người cứng rắn. Và người đứng sau lưng ủng hộ hết mình cho ông lại là người đầu tiên, Steve Scalise. Steve Scalise là dân biểu của tiểu bang Louisiana cùng tiểu bang với Mike Johnson. Và Steve Scalise là người gọi là chủ tịch của khối đa số của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện. Hai người, một bên là lãnh đạo khối đa số là ông Tom Emmer ngày hôm qua, còn ông Steve Scalise là chủ tịch khối đa số. Cái đó là cái cương vị chính thức ở trong cái Hạ viện. Còn ông Tom Emmer chỉ là lãnh đạo khối đa số thôi, tức là chỉ riêng về phía Đảng Cộng Hòa thôi. Thì do đó ông Steve Scalise là cái người mà có cái quyền lực mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ thì ổng đã ngay từ đầu ổng đã rút rồi. Thì bây giờ ổng đề cử ông Mike Johnson. Thì quý vị, Mike Johnson nói một câu cũng rất là hay khi mà ổng mở cuộc họp báo, khi mà cuộc họp báo mở ra và đằng sau lưng ổng người ta cứ hô Mike, và quý vị thấy trong cái hình là ổng đứng chung với lại ổng đứng chung ở phía trước và Steve Scalise đứng ở phía sau. Và trong đó ổng nói cái câu rất là hay là cái có đôi lúc nền dân chủ nó bị messy, tức là nó sẽ hỗn loạn. Nhưng mà đó là cái hệ thống mà chúng ta đang có. Chúng ta chưa có một cái hệ thống nào khác hết, ngoại trừ một cái hệ thống quản trị theo lối dân chủ. Do đó quý vị, thì ổng nói câu này thì cũng giống như tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần. Nhưng cái cách nói của tôi lại khác hơn quý vị, của ổng thôi. Là tôi nói rằng Đảng Cộng Hòa có cái ưu điểm, nhưng đó là cái khuyết điểm lớn nhất của họ luôn. Cái ưu điểm của họ là tôn trọng sự suy nghĩ độc lập của mỗi cá nhân. Đó là cái ưu điểm mà Đảng Cộng Hòa xưa nay có được. Nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn của họ. Bởi vì cái suy nghĩ độc lập này khiến cho họ không thể đoàn kết được. Thì quý vị, nó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Thì ông nói y chang như vậy. Có điều là ông nói rằng đây là cái xã hội dân chủ nó là như vậy. Và cái hệ thống dân chủ nó là như vậy. Đôi lúc nó có những cái messy, tức là đôi lúc nó có những cái hỗn loạn. Thì đây là cái lúc mà nó đang hỗn loạn đây. Bởi vì tôi đã từng nhấn mạnh với quý vị, nước Mỹ lập trên cái nền tảng ở cái hai cái khát vọng. Cái khát vọng thứ nhất là freedom, tự do. Và cái khát vọng thứ hai là independent, tức là độc lập. Độc lập này không phải là độc lập chủ quyền quốc gia, mà độc lập trong suy nghĩ của từng người, độc lập trong cái khu vực. Do đó quý vị, ngay từ lập quốc là quý vị thấy là chia từng tiểu bang. Mỗi tiểu bang đều có sự độc lập riêng. Rồi mỗi một địa phương, thành phố lại có sự độc lập riêng. Tức là nước Mỹ được thành lập trên một cái hệ thống này. Liên bang là nối kết tất cả các tiểu bang lại trong những cái chính sách chung của quốc gia. Nhưng mà điều hành toàn bộ cái hệ thống quốc gia thì mỗi tiểu bang. Rồi từ mỗi tiểu bang xuống mỗi quận hạt xuống mỗi thành phố. Thì quý vị, mỗi một nơi đều có cái độc lập riêng. Và ngay cả trong đảng cũng vậy. Họ tôn trọng cái tinh thần độc lập của nhau. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không ai áp đặt ai hết. Thì quý vị, bây giờ nó đi tới cái tình trạng cá nhân, tức là phía cứng rắn
muốn áp đặt cái suy nghĩ của họ lên phía ôn hòa. Ngược lại, phía ôn hòa cũng không muốn bị áp đặt và chống lại. Do đó bây giờ nó bị bế tắc. Một bên có 20 người à. Một bên nó bị bế tắc là bởi vì cái tinh thần độc lập này. Nó dẫn tới tình trạng là không thể đoàn kết được. Đây là cái khuyết điểm lớn nhất của nó. Tuy nhiên, thì giống như Mike Johnson nói, đó là cái Messi, tức là một cái sự hỗn loạn của cái hệ thống dân chủ. Nhưng bây giờ ngoài từ hệ thống này ra, thế giới còn cái hệ thống nào tốt hơn? Câu hỏi đặt ngược lại. Ngoài từ cái hệ thống này ra, thế giới lại có cái hệ thống nào tốt hơn? Nếu mà lấn áp một bên thì người ta gọi là độc tài toàn trị. Mà thống nhất thành một đảng thì người ta gọi là độc tài rồi. Và chuyên chế rồi. Do đó, bây giờ nếu mà quý vị bỏ ra thì quý vị cũng không kiếm được một cái hệ thống nào tốt hơn thay thế cả. Tức là cái hệ thống này mặc dù nó có nhiều hỗn loạn, nó có nhiều sự chia rẽ, nhưng ít nhất nó tuân thủ tiếng nói của mọi phía. Và nó đồng ý là tiếng nói mọi phía đều được cất lên. Thì quý vị, đó là cái cách của ông Mike Johnson nói, có vẻ là ông nói đúng. Ông nói đúng, và ông nói đúng bản chất của vấn đề. Đây có lẽ là cái khuyết điểm của một cái xã hội dân chủ, nhưng nó cũng là cái ưu điểm. Do đó bây giờ quý vị, nếu bỏ cái hệ thống này ra, chúng ta không có một cái hệ thống nào tốt hơn cả. Có điều là lần này chúng ta phải đối diện với thách thức. Thách thức này nếu mà phía Quốc hội Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hòa vượt qua được và có một cái solution, một cái giải pháp vượt qua được, thì nó sẽ đẩy cái xã hội dân chủ và cái hệ thống dân chủ lên thêm một tầng cao hơn. Lên thêm một tầng cao. Nếu họ giải quyết được trong cái tinh thần đúng nghĩa của dân chủ. Thì quý vị, nếu họ giải quyết được và chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì họ sẽ có thể vượt lên được thêm một lần, một cái tầng cao hơn của một cái hệ thống dân chủ. Còn nếu không vượt qua được thì nó rơi vào bế tắc và hỗn loạn tiếp tục. Đây chính là cái điều mà tôi mượn cái câu chuyện của Quốc hội để cho quý vị thấy được cái khuyết điểm và cái ưu điểm của một cái xã hội dân chủ nó như thế nào. Tại vì quý vị, nếu lần này mà tất cả các phía ở trong Đảng Cộng Hòa chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì có thể vượt lên được. Tức là mặc dù là một số thành viên của Đảng Cộng Hòa bên ôn hòa không đồng ý, một số thành viên bên cánh bảo thủ cũng không đồng ý, nhưng phải chấp nhận sự khác biệt của nhau để thúc đẩy cái guồng máy quốc gia tiếp tục lăn bánh. Thì đây là cái giá trị cốt lõi tốt nhất của dân chủ. Tại vì tôi nói đó quý vị, hình như cách đây 2-3 năm tôi có nói, nhưng mà tôi không nói trong cái vấn đề chính trị, mà tôi nói trong cái bối cảnh của bạn bè. Khi mà tôi định nghĩa bạn bè là gì? Bạn bè không phải là lúc mà giúp đỡ nhau trong chuyện này chuyện kia. Tại vì sự giúp đỡ này nó còn lệ thuộc vào quan điểm của mỗi một người. Nhưng đã là bạn bè, phải chấp nhận khuyết điểm của nhau thì mới chung sống được. Cũng giống như vợ chồng. Người vợ biết được người chồng có nhiều khuyết điểm, chấp nhận. Và người chồng biết được người vợ có nhiều khuyết điểm, cũng phải chấp nhận để mà chung sống với nhau. Hay là bạn bè cũng vậy. Thì lúc trước tôi nhớ tôi có định nghĩa cái chuyện này. Tôi có định nghĩa cái chuyện về cái tình bạn hay tình vợ chồng là phải biết chấp nhận sự khác biệt của nhau. Thì quý vị, tương tự như vậy, bây giờ cái giải pháp duy nhất mà Đảng Cộng Hòa có thể làm được là làm cách nào các phía chấp nhận sự khác biệt. Chấp nhận sự khác biệt để chúng ta có được một chủ tịch Hạ viện. Chứ bây giờ cứ khư khư giữ quan điểm và buộc bên phía bên kia phải thỏa mãn cho mình. Và buộc phía bên đây cũng phải thỏa mãn cho mình. Thì quý vị, nó sẽ đi tới bế tắc. Nó sẽ đi tới bế tắc, không giải quyết được. Điều quan trọng nhất là tôn trọng những sự khác biệt. Do đó, lần này nếu mà Đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson, ông nói được cái bản chất của nền dân chủ ra, của một cái hệ thống dân chủ ra, thì có nghĩa là ông cũng đã hiểu được. Vậy thì, phần còn lại, làm sao ông thuyết phục được 20 người chống ông? Trong ngày, nếu ngày hôm nay đưa ra sàn bỏ phiếu, nếu ngày hôm nay Đảng Cộng Hòa quyết định đưa ra sàn, toàn bộ sàn Hạ viện đã bỏ phiếu, 433 phiếu, thì
làm cách nào ông Mike Johnson thuyết phục được phần còn lại, thuyết phục được sự khác biệt để mà đẩy cái guồng máy quốc gia tiếp tục lăn bánh. Chứ nếu không, quý vị, cuộc bế tắc lần này nó sẽ gây ra cái hỗn loạn rất lớn, có thể nói là lớn chưa từng có luôn. Nó không giống như lần trước đóng cửa năm 2019 khi mà ông Trump đối đầu với lại bà Pelosi ở tại Hạ viện. Thì quý vị, lúc đó mức độ lớn kéo dài vài tháng, lâu nhất, nhưng mà không lớn như bây giờ. Tại vì lúc đó không có nhiều biến động, không có cuộc chiến của Nga tại Ukraine, không có xung đột giữa Do Thái và Palestine. Do đó quý vị, nó tương đối, nó chỉ là cái vấn đề nội tình và cái vấn đề ngân sách thôi. Và bức tường biên giới. Còn lần này quý vị, là nó ảnh hưởng rất lớn. Nó ảnh hưởng rất lớn, nó ảnh hưởng cả thế giới luôn. Cuộc xung đột của Do Thái và Hamas có thể sẽ được giới hạn trong cục bộ ở dải Gaza, hay là nó sẽ lan rộng ra bên ngoài với sự gọi là giật dây và nắm đầu ở phía sau là Iran. Chính ngày hôm qua, quý vị, phía tình báo Do Thái lên tiếng và cáo buộc chính Iran đã ra lệnh cho tất cả các nhóm Hồi giáo vệ tinh dưới quyền của họ mở các cuộc tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Trước đó thì Hoa Kỳ đã báo động là họ có 13 lần bị tấn công ở căn cứ ở Iraq, ở Syria. Thì quý vị, họ đã cảnh báo và họ đã báo động. Nhưng chiều ngày hôm qua thì cơ quan tình báo Mossad của Do Thái đã lên tiếng và nói rằng chính Iran đã ra lệnh điều này. Đã ra lệnh cho các nhóm Hồi giáo ở đây mở các cuộc tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Thì quý vị, đây là cái hình ảnh tôi muốn cho quý vị là cái cấp bách là chúng ta phải có một chủ tịch Hạ viện. Tại vì không có chủ tịch Hạ viện thì tất cả đều ngưng động hết. Không một cái dự luật nào được đệ trình ở trên sàn Hạ viện. Không một cái ngân sách nào được đệ trình lên hết. Tại vì không ai có thẩm quyền đưa nó ra, ngoại trừ chủ tịch Hạ viện. Do đó, rồi chưa kể là quý vị, 17 tháng 11, nếu không thông qua các cái dự luật ngân sách thì chính phủ hoàn toàn đóng cửa luôn. Mà chính phủ hoàn toàn đóng cửa rồi thì quý vị, nó sẽ gây trở ngại rất nhiều cho cái chiến lược đối ngoại của Hoa Kỳ, từ cái chuyển trục về Á Châu, từ cái việc mà cung cấp nguồn vũ khí và tài trợ cho Ukraine, cho tới cái việc mà gọi là hỗ trợ cho Do Thái và kiến tạo lại cái hòa bình ở Trung Đông. Thì quý vị, nếu không có chủ tịch Hạ viện, tất cả đều bị stuck hết. Và điều này sẽ dẫn tới một cái tình trạng nguy hiểm không phải cho nước Mỹ, mà cả thế giới. Mà cả thế giới luôn. Do đó, nếu mà nghĩ ở cái tình hình chung của nước Mỹ bây giờ, và nghĩ tới cái tình hình chung của thế giới bây giờ, làm cách nào các thành viên của Đảng Cộng Hòa có thể chấp nhận sự khác biệt của đối phương để mà đưa ra một người tạm thời có thể làm việc được, ít nhất trong giai đoạn này. Giai đoạn sau thì tôi chưa biết, nhưng giai đoạn này là chúng ta cần một người như vậy. Hy vọng Mike Johnson sẽ là cái người vượt qua được. Jim Jordan, Steve Scalise, Tom Emmer đều không vượt qua được. Steve Scalise và ông Jim Jordan được xem là những người cứng rắn đi, đã không vượt qua được. Tom Emmer là một người được xem là ôn hòa đó, cũng không vượt qua được luôn. Thì lần này tới người thứ tư, Mike Johnson. Và nếu như Mike Johnson cũng không được, thì ai sẽ là người kế tiếp? Stefanik, chủ tịch của Hội nghị Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội. Bà là nhân tuyển kế tiếp thôi. Mà tới giờ phút này bà cũng không tuyên bố ra. Rồi ông McHenry, Patrick McHenry, quyền chủ tịch của Hạ viện. Hiện nay, ông có quyết định ra hay không? Chính ông từ chối tăng quyền. Đáng lý, nếu ông được tăng quyền thì giải quyết được bài toán trước mắt. Nhưng chính ông từ chối, bởi vì ông là người trung thành với hiến pháp. Thì quý vị, nếu mà không vượt qua được cái sự khác biệt, tức là chấp nhận sự khác biệt, thì có lẽ cái cuộc mà gọi là thiếu chủ tịch Hạ viện này lạng quạng kéo dài cho tới hết tháng 11 luôn. Lạng quạng kéo dài cho hết tháng 11 và tháng 12 luôn. Cũng không có chủ tịch Hạ viện luôn. Thì quý vị, tất cả đình trệ hết.
Và đây sẽ là một cái nguy hiểm, không phải chỉ nguy hiểm cho đất nước Mỹ, mà nguy hiểm luôn cả cái chính sách đối ngoại. Và trong giai đoạn này, Trung Quốc và Nga, Iran đang lợi dụng sự hỗn loạn trong Quốc hội Mỹ để bắt đầu kích động một số nơi khác. Đặc biệt là cái bãi chiến trường của Hamas và Do Thái. Họ đang tìm cách kích động để kéo dài cuộc chiến này. Trong khi đó, Do Thái thì đang muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng Nga và Trung Quốc thì muốn cuộc chiến này kéo dài. Thứ nhất là họ sẽ đánh giá được cái thực lực của Hoa Kỳ. Thứ hai là họ muốn phân hóa cái sự chú ý của Hoa Kỳ. Và thứ ba là họ lợi dụng tất cả những cái biến cố này để trục lợi về phía của họ. Trung Quốc có thể có những cái hành động ở với eo biển Đài Loan hoặc là với Biển Đông. Ngược lại, Nga có thể lợi dụng việc này để mà bắt đầu có những cái cuộc gọi là tấn công ráo riết hơn và mở rộng cuộc chiến của họ ở tại Trung Đông, ở tại Âu Châu. Do đó quý vị, lần này Trung Quốc và Nga thọc cậy rất nhiều. Mặc dù rằng các quốc gia Ả Rập đang giữ một cái thái độ ngầm ủng hộ cho Do Thái trong việc mà shut down Hamas. Nhưng mà quý vị, tất cả mọi thứ đều phải trông chờ vào cái quốc hội của Hoa Kỳ giải quyết sớm vấn đề. Thì chúng ta sẽ có thời gian để mà đối phó với những thách thức trước mắt. Giải quyết trễ, mọi việc càng lúc càng trở nên tệ hại hơn. Và sẽ gọi là out of control, tức là ngoài tầm kiểm soát luôn. Nếu phía đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục duy trì, đảng Dân Chủ họ không care. Nếu họ care, thì họ đã bỏ phiếu cho một vài thành viên đảng Cộng Hòa trước đó rồi. Để mà có được một chủ tịch Hạ viện. Nhưng đám Dân Chủ không care. Họ vẫn có cái tinh thần đảng phái rất cao. Và họ nhất định là để cho đảng Cộng Hòa đánh nhau chơi như vậy. Chứ họ không can dự vào vì lý do là cái sự gọi là tầm quan trọng của đất nước. Họ không quan trọng. Họ chỉ muốn chứng kiến và cho người dân Mỹ thấy được đảng Cộng Hòa đánh nhau để rồi họ chiếm lợi trong cái cuộc bầu cử năm 2024 thôi. Họ không xen vào. Cho nên đảng Cộng Hòa không thể dựa vào đảng Dân Chủ hay là trông chờ vào sự hỗ trợ của đảng Dân Chủ để có được một chủ tịch Hạ viện. Họ nắm 221 phiếu thôi. Họ phải thống nhất được 221 phiếu này. Họ phải thống nhất được. Còn đừng trông chờ vào đảng Dân Chủ. Tại vì đảng Dân Chủ họ chỉ muốn giành lợi thế trong cuộc bầu cử năm 2024. Họ chả quan tâm tới cái lợi hại của đất nước này đâu. Và những cái tiềm năng nguy hiểm của đất nước này đang phải đối diện. Nếu là những kẻ có lương tâm, nếu là những kẻ mà làm việc cho quốc gia, khi họ thấy đảng đối lập đã có những cái sự xung khắc, thì họ phải sử dụng cái quyền thiểu số của họ dồn phiếu cho một bên để mà có thể có được một chủ tịch Hạ viện. Nhưng họ đã không làm. Cho tới giờ phút này họ đã không làm. Họ vẫn dồn phiếu cho ông Jeffrey, người của họ. Mà họ biết tổng là người của họ 212 phiếu, không đủ phiếu. Thì quý vị, do đó đảng Dân Chủ sẽ không quan tâm tới cái tính chất gọi là nguy hiểm của quốc gia đâu. Bây giờ chỉ còn ở trông cậy vào tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số thôi. Là họ phải đạp qua sự khác biệt. Phải gạt cái sự khác biệt qua một bên. Và cái khuyết điểm của nhau qua một bên để làm việc cho quốc gia. Thì quý vị, đây là cái giờ phút mà người dân Mỹ đang chứng kiến. Đang chứng kiến có phải đảng Cộng Hòa giống như người ta nói. Nếu nói đảng Dân Chủ là một cái đảng phân biệt chủng tộc và tìm cách khơi dậy thù hận của các chủng tộc, thì đảng Cộng Hòa bị xem là một cái đảng tham nhũng và mặt mũi. Thì lần này họ phải chứng minh họ có tham nhũng hay không. Họ có mặt mũi hay không? Tham nhũng này là tham nhũng quyền lực, tham nhũng về uy thế chứ không phải tham nhũng về tiền bạc đâu. Thì quý vị, chúng ta lại phải chứng kiến một lần nữa là cái hệ thống dân chủ đang đối diện với thách thức. Và thách thức này họ có vượt qua được hay không? Và vượt qua bằng cách nào? Thì nó cũng là một trong những cái mà cả thế giới đang ngó vào. Cả thế giới đang ngó vào và cái mô hình dân chủ này có phải là cái mô hình tốt nhất trên toàn cầu hay không? Thì quý vị, nó vẫn là những cái mà người ta đang ngó vào. Và nếu họ vượt qua được, thì thế giới sẽ củng cố được lòng tin là xã hội dân chủ vẫn giải quyết được những bế tắc của họ. Còn nếu vượt không qua được, thì có lẽ nhiều chính phủ, nhiều quốc gia, nhiều đảng phái trên thế giới, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về cái hệ thống dân chủ.
Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.